lấy cục bột nha các bạn, thả lên cho nó tròn khóe này ha. Giảm kia đi còn bắt đầu vuốt bột xuống. Để ở đây cho các bạn coi cách lấy nước lấy bột nha. Vuốt bên trái nè, bên phải nè, vuốt nhẹ thôi. Cái lực của mình, cái tay của mình nó vuốt nhẹ thôi. Bột nó còn đang ướt, vuốt nhẹ thôi. Bột mà nó khô khô rồi vuốt mạnh lên. Móc cục bột ra. Lấy cục bột ha. Thả cho nó tròn khóe nè ha. Rồi cọ lấy nước dặm giấy. Dặm sát ở trong cái khóe cho nó tròn khóe. Trái phải nè, trái phải cắt bột nè, đứt. Trời, nó đứt mà nó còn lủng lẳng nữa chứ, nó lủng lẳng còn ten nó mới ghê chứ. Lấy cục bột ha, cục bột này thiếu bỏ đi, lấy cục bột ha, thả cho nó tròn khóe nè, nó tròn khóe không đó, thả cục bột là thấy xong xuôi hết rồi. Trái phải nè, giữa nè, trái nè, phải nè, phải nè, trái nè, phía giữa ha. Dồn bột lên trên cái mũi móng ha, cắt bột cái bụng cái, móc của bột cái bật cái, đơn giản như đang giỡn, bình thường như cân đường và hộp sữa. Hello các bạn và anh chị em, ngón cái ha các bạn, lấy cục bột thả lên trên cái khóe nè, giật cái cọ ra là đuổi bên trái, đuổi bên phải, dốc cây xuống, chùi cọ lấy nước dặm giấy, đẩy vô trong cái khóe, dặm cho khóe cho nó tròn bột hết, đều đặn hết, bắt đầu đều bột dưới phải nè, trái nè, vô giữa nè, trái nè, phải nè, trái nè, phải nè, trái nè, phải nè, móc của bột ra nè. Lấy bột nha các bạn, lấy cục bột cho nó tròn, cục bột ha, thả lên trên cái khóe này ha, dặm cái khóe nè, bắt đầu trái nè, phải nè, giữa nè, trái nè, phải nè, giữa nè, lắc cái tay qua lại ha, móc cục bột ra, bật cái móc cục bột ra, xong cái chỗ cái đầu móng, mấy xuôi cái đầu móng cho nó đừng có bị mấy cái ba vớ này ha, có mấy cái ba vớ này nè, nó làm cho mình bị mất thời gian lúc sau mình vũa xếp á, nên mình thắt khe mấy cái ba vớ cho nó tốt, mấy cái cặn á, lấy cục bột nè, thả cục bột lên trên cái khóe nè,
đẩy lên trên khóe nè, dốc cây xuống nè, chùi cọ lấy nước dặm giấy nè, nó dùng cái mũi cọ dặm vô khóe. Trái nè, phải nè, trái nè, phải nè. À, bên trái thì mình lắc cái tay bên trái, bên phải thì mình lắc cái tay bên phải. Móc cục bột này nè, nếu như mà các bạn mà làm chậm quá thì khi mà mình móc cái cục bột ra nó sẽ bị dính lại trên cái đầu móng á, thì mình có một cái cách là mình lấy nước á, mình quẹt trên đầu móng cái là nó ướt cái mặt móng, cái bắt đầu mình lấy bột cắt bột ra cho nó dễ ha. Cục bột này Phong biết là khi mà Phong giật cái cọ ra nó sẽ chảy nên Phong phải đẩy nó lên khỏe liền. Nhiều khi mình lấy cục bột nó hơi bị ướt, mình nhìn là mình biết liền các bạn, mình feel cái cảm giác á, nó trời ơi chết rồi, cục bột này nó chảy à, phải hôn nó lại chút xíu nghe. Đó, mình cái đó là mình tự mình bản thân mình điều chỉnh đó các bạn ha. Chứ không phải cục bột nào cũng như cục bột nào ha. Nhiều khi mình đâu phải thánh đâu các bạn, nhưng mà mình biết cách xử lý ha, mình biết cách xử lý tình huống, mình biết cái game này nó sẽ đi về đâu ha, mình biết cái game này nó sẽ chín nút hay là bù ha. Ok, chỉnh cái đầu móng ha, mới gọn cái đầu móng lại. Tiếp tục nè, lấy cục bột nè, à lấy cục bột nè, thả trong cái khóe nè. Dặm khóe nè. Trái nè, phải nè, trái nè, phải nè. Ủa sao chưa móc cục bột ra nó đã tự rớt rồi ta, buồn thiệt chứ. Nhiều khi muốn thử thách trong cuộc sống mà cũng có được cái thử thách nữa các bạn. Móc cục bột đây chưa kịp móc mà nó đã rớt xuống rồi, buồn quá ha. Thả cục bột ngay khóe nè, cục bột này chảy nha, đẩy lên khóe nè. Nhìn là mình phải biết, mình phải biết đường ha, mình phải biết cái game này nó đi về đâu ha, mình phải biết cách xử lý tình huống ha. Làm neo này cái gì mình cũng phải biết được chút ha. Nhạc nào mình cũng phải hát, sàn nào mình cũng phải nhảy hết các bạn ha. Nhiều khi không phải biết hát biết nhảy chưa đủ mà còn phải hát hay nhảy đẹp nữa cả ha. Để mình đi kiếm tiền đó các bạn. Cái quan trọng nhất, cái cuối cùng của cái kiến thức là để áp dụng cho để đi kiếm tiền các bạn ha. Giỏi để làm gì hả, giỏi để làm gì, để đi kiếm tiền các bạn, vậy thôi ha, kiếm tiền lo cho gia đình vậy thôi. Ok xong, chùi cọ ha. Ok, giúp lấy cái xếp lại, thấy cây cọ đã sướng không, lên đây order nha, phongtrinhapp.com. Bây giờ mình sẽ dũa mịn sao cho nó nhanh ha. Đây là cái dũa mịn nè ha. Mình mở máy tầm khoảng số 12, 12, 13 đi. Hello. Vừa medium thôi. Vũ mịn nè các bạn, vũ nhẹ nhàng thôi nha, nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng nhưng mà mình vẫn đua nghe, chứ không phải nhẹ nhàng có nghĩa là từ từ, không nói là nhẹ nhàng có nghĩa là mình đừng có đè cái đầu dũa, mình nhẹ nhàng cái tay của mình. Okay, you okay? Can you just leave it here? Mm-hmm.
mình nhẹ nhàng để mình tiết kiệm cái sức lực của mình. Cái thứ nhất, cái thứ hai, khi mình nhẹ nhàng như vậy á, khách hàng nó sẽ không có đau tay. Cái thứ ba, khi mà mình nhẹ nhàng như vậy á, thì nó sẽ không bị mất bột. Lát hồi mình sơn á, cái khóe nó không có bị mất bột á, nó sẽ mình đẩy nước sơn lên trên sát cái khóe nó tròn đẹp lắm. À, nhưng mà nếu mà mình đè cái đầu dũa cái là khách nó đau cây nè, mình mệt mỏi nè, mà cái sản phẩm ra nó cũng đẹp, cái móng nó ra nó cũng đẹp kia cổ của mình. Ok, nhẹ nhàng thôi ha, nhẹ nhàng dịu dàng, nhẹ nhàng như cung đàn ha. Lia cái đầu dũa nè, nghe cái đầu dũa sướng không các bạn? Đầu dũa này là dũa huyền thoại Hy Lạp nha, đầu dũa mịn huyền thoại Hy Lạp 20 đồng một cái. Bạn nào muốn order thì inbox cho Phong ha. Mấy cái này mình làm ở salon nha, mỗi ngày làm nhiều lắm các bạn. Khu xét sơn treo làm quá trời luôn, làm từ năm này sang năm khác luôn. Không phải lúc nào mình cũng có móng design, ombre, marble để mình làm đâu các bạn ơi. Đó, nhiều khi làm cả ngày trời ở khu xét sơn treo thấy bà nội luôn, muốn chết luôn á. Làm 10 bộ, khu xét sơn treo đủ 10 bộ luôn, không có bộ ombre nữa. Có ngày thì ombre quá trời ha. Có ngày thì marble, có ngày thì bú su đó các bạn. Nói chung tùy ngày à. Thì mình phải biết mấy cái này mình làm cho nó lẻ các bạn. Mấy này mới là mấy cái ăn tiền nè, 45-50 đồng mới là ăn tiền cho nó dễ nè. Làm rẹt 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 lầm lúa, rẹt 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 lầm lúa. Sướng, sung sướng cuộc đời. 10 bộ cũng được 500, 550 ha. Tiền cò chắc cũng được 6-70 đồng. Sướng. Chẳng mấy chốc mà giàu đúng không quý vị? Vẽ một cái bức tranh như vậy thôi nha, chứ không phải ngày nào cũng được 10 con đâu nha. Đừng có ảo tưởng sức mạnh quá nha. Nhiều khi cũng vắng khách đó các bạn. Nhiều khi vắng khách được có 5-6 người thôi. Nhiều khi đông khách này được 10 người dạng vậy á, tùy ngày này ngày kia. Nhưng mà khi mà mình có cái kỹ năng á, mình đi đâu mình sống được các bạn. Mình mua đi đâu mình sống được á, tại tiệm nail everywhere mà. Mà tiệm nail nào cũng thiếu thợ các bạn. Đó, mình có tay nghề giỏi đi đâu người ta cũng trọng dụng của mình ha. Mình được cái sự nể trọng của người chủ, nể phục của cái người đồng nghiệp. Cái đó là cái tay nghề thôi, nhưng mà cũng phải một phần do cái cách sống của mình ở trong cái tiệm nail đó nha. Nhiều khi mình biết mình giỏi mà mình chỉ biết mình không á, sống ích kỷ quá không sống ở đâu được đâu ha. Nhiều khi mình cũng phải sống, mình trong cái tập thể mình cũng phải tém tém lại nha các bạn. Biết mình không là không biết đến người ta là cũng khó sống lắm mà. Biết điều gặp nhiều may mắn, không biết điều gặp nhiều cay đắng. Ở hiền lụm được tiền, ở ác lụm được rác. Ở láo sẽ có ngày sẽ bị ăn cháo. Vũ bên dưới trước ha. Quay ngược cái tay lại. Trời ơi, cho chị xin mấy câu châm ngôn nghe nhức nhối vậy. Đúng không chị? Đúng không chị Thu Trang Đặng? Chị Thu Trang Đặng là một brand master nha. Sẽ có ngày hai chị em mình gặp nhau mà chưa biết ngày nào chị ơi. Nhiều khi cũng busy quá, muốn tới gặp chị lắm nhưng mà busy quá nên chưa được. Nhưng mà nói vậy nhiều khi người ta nói cái câu à, muốn thì tìm cách mà không muốn thì tìm lý do. Thì bây giờ đang tìm cách nha. Chứ không phải Phong đang tìm lý do đâu nghe. Đang tìm cách từ từ có ngày sẽ gặp chị. Chưa biết khi nào. Đúng không chị Thu Trang Đặng?
biết điều gặp nhiều may mắn, không biết điều gặp nhiều cay đắng. Ở hiền lượm được tiền, ở ác lượm được rác, ở láo có ngày ăn cháo. Bị quýnh gãy răng ăn cháo luôn các bạn, đâu có răng để nhai đâu. Hello Trân Vương. Trân Vương ơi, khỏe không Trân Vương? Lâu quá không thấy ha, không thấy hỏi han gì ha, không thấy báo tin về là làm neo tới đâu rồi. Cuộc đời chúng ta đâu phải gặp nhau một lần rồi xong đâu các bạn. Chúng ta sẽ gặp hoài. Trên đường đời chúng ta sẽ gặp hoài. Ok. Nên nhiều khi gặp nhau đừng có hững hờ mà hãy chào nhau hello đồ ha. Còn nếu mà không thích nhau thì lóc nhau, chứ còn không lóc mà còn thấy nhau thì say hi hello đồ, không? Chứ đừng lơ nha. Đừng lơ, đừng có quăng cục lơ với mặt nhau nha. Các bạn quăng cục lơ với Phong, Phong cũng quăng cây cơ cho các bạn cầm luôn á. Rồi xong. Nhẹ nhàng như cung đàn, sơn cái là có 50, sơn treo các bạn. Quy sách xin treo 50. Thấy sung sướng cuộc đời không? 50 chia ra cũng được nhiêu? Làm thợ chia ra cũng được 30. Lát cho 10 đồng tiền cò 40. 40 giờ đô 23 hả? Là nhiêu? 3, 4, cũng 920 nha quý vị. Cũng 920 gần triệu rồi nha. Chẳng mấy chốc mà giàu không? Cái đi wash your hand with a brush đi. Cái đó là người ta nói thôi. Nhiều khi vắng khách ngủ thấy bà nội. Ngủ mà từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối, đến khi đi về luôn. Ok. Nên mình phải cố gắng mình build cái khách của mình lên nha. Đừng có ảo tưởng sức mạnh nha. Đừng có tưởng mình là trung tâm của vũ trụ nha. Nha. Tai họa sẽ đến với gia đình chúng tôi rất là very soon á. Ok, rồi, thôi, kết thúc chương trình. Mà Phong có cái lớp học làm nail nha, tổ chức ở Dallas, Texas vào tháng 8, ngày 7-8-9. Học phí là $1,000 cho 3 ngày, bao gồm chỗ ở và ăn uống và supply luôn nha các bạn. Bạn nào muốn đăng ký cái lớp học đó thì inbox với Phong hoặc gọi số phone 818-747-8781 nha. Đọc lại nha, 818-747-8781. Thank you very nhiều, and see you next video. Bye bye.